Cô xin chào tất cả các em đến với lại giờ học phân môn luyện từ và câu lớp 5 tuần 13. Trước khi bắt đầu giờ học, cô mời tất cả các em ngồi vào bàn học của mình với tư thế ngồi thật ngay ngắn, chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Trước khi bắt đầu bài học, cô mời các em cùng với cô khởi động qua một trò chơi. Trò chơi mang tên là khu vườn may mắn. Để vào được khu vườn này, bác Nằm Dần sẽ cho chúng ta một câu hỏi. Các em hãy giúp bác trả lời nhé. Câu hỏi có nội dung như sau. Cô mời các em theo dõi trên màn hình. Tiền quan hệ từ trong câu tục ngữ trần quần thì hạn, trần tán thì mưa. Mời các em suy nghĩ và cho cô kết quả. Cô tin chắc rằng các em đã có kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả nhé. Trong câu tục ngữ nói về dự báo thời tiết, trần quần thì hạn, trần tán thì mưa, chúng ta có quan hệ từ là từ thì các em nhé. Cô chúc mừng tất cả các em đã làm bài đúng. Và giờ học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài luyện tập về quan hệ từ. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt năm trang 131-132 và bắt đầu giờ học của mình. Bài học ngày hôm nay chúng ta có mục tiêu sau. Thứ nhất là nhận biết được các cặp quan hệ từ và tác dụng của chúng. Mục tiêu thứ hai là biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp. Để hoàn thành được mục tiêu của bài học ngày hôm nay, chúng ta cần phải làm được các bài tập trong sách giáo khoa. Bây giờ cô sẽ cùng với các em hoàn thành từng bài tập một. Mời các em mở sách giáo khoa trang 131 và cùng với cô đọc yêu cầu bài tập. Tìm các cặp quan hệ từ trong những câu sau. Câu A. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. Các em hãy tìm cặp quan hệ từ trong câu A. Cô tin là các em đã tìm cặp quan hệ từ trong câu A rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả cùng với cô nhé. Trong câu A, nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. Chúng ta có cặp quan hệ từ nhờ, mà và cặp quan hệ từ nhờ, mà biểu thị mối quan hệ, nguyên nhân, kết quả các em nhé. Cô chúc mừng các em đã làm đúng và tìm đúng được cặp quan hệ từ trong câu A. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua câu B của bài tập 1. Mời các em cùng với cô đọc câu B. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không những cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận. Các em hãy tìm cặp quan hệ từ trong câu B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô kiểm tra kết quả nhé. Trong câu B, chúng ta có cặp quan hệ từ không những mà còn. Và cặp quan hệ từ không những mà còn biểu thị mối quan hệ tăng tiến. Chúng ta vừa hoàn thành được yêu cầu bài tập 1, tìm các cặp quan hệ từ trong những câu A và B của bài tập. Cô chúc mừng các em đã hoàn thành đúng được yêu cầu bài tập 1. Cô mời các em cùng với cô vào bài tập câu 2. Mời các em cùng với cô đọc yêu cầu bài tập 2. Hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn A hoặc đoạn B dưới đây thành một câu sử dụng cặp quan hệ từ vì nên hoặc chẳng những mà. Chúng ta sẽ cùng với cô đọc câu A. Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin,
tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Vì thế, ở ven biển, các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Và nhiệm vụ của các em là hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn A này thành một câu sử dụng cặp quan hệ từ vì nên hoặc chẳng những mà. Các em hãy ngưng video tại đây và làm bài. Bây giờ cô mời các em cùng với cô kiểm tra kết quả của bài làm câu A và tập 2 các em nhé. Chúng ta có thể chuyển mỗi cặp câu trong đoạn A thành một câu sử dụng cặp quan hệ từ như sau. Mấy năm qua, vì chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều, nên ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Ở đây chúng ta sử dụng cặp quan hệ từ vì nên để chỉ là vì chúng ta đã làm tốt các công tác thông tin tuyên truyền để người dân thấy rõ được vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều nên kết quả đem lại là ven biển các tỉnh như là Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Chúng ta sẽ cùng nhau câu B của bài tập 2 các em nhé. Câu B có nội dung như sau, mời các em cùng với cô đọc. Ở ven biển các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bồi ngoài biển như là Cồn Vành, Cồn Đen ở Thái Bình, Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ ở Nam Định. Và bây giờ các em cũng có thể tạm ngừng video và làm bài. Cô mời các em cùng với cô kiểm tra bài làm của mình ở câu B bài tập 2. Chúng ta có thể làm như sau. Chẳng những ở ven biển các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có phong trào trồng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bồi ngoài biển như Cồn Vành, Cồn Đen, ở Thái Bình, Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ ở Nam Định. Ở đây chúng ta sử dụng cặp quan hệ từ thể hiện sự tăng tiến chẳng những mà để chỉ được là cái kết quả ngày càng phát triển hơn là không chỉ có ven biển các tỉnh như là Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh có phong trào trồng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn còn được trồng ở các tỉnh mới bờ ngoài biển như là Cồn Vành, Cồn Đen ở Thái Bình, Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mơ ở Nam Định. Và chúng ta cũng đã hoàn thành được bài tập 2. Cô chúc mừng các em đã làm đúng được bài tập 2. Những bạn làm chưa đúng, chúng ta hãy xem và sửa lại cho đúng nhé. Sau khi hoàn thành bài tập 1 và bài tập 2, những câu trong bài tập đều có liên quan đến rừng ngập mặn. Vậy theo các em, rừng ngập mặn nói riêng và rừng nói chung có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người? Và bản thân của mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường? Để giúp cho các em có thêm những kiến thức và về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn thì cô mời các em cùng với cô xem đoạn clip sau. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn về hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam nha.
giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về khái niệm của rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn là hệ sinh thái chuyển tiếp giữa môi trường biển và môi trường nước ngọt, vốn có diện tích tới 450.000 ha, riêng Nam Bộ là 300.000 ha, lớn thứ hai trên thế giới sau rừng ngập mặn Amazon ở Nam Mỹ. Năm 2005, rừng ngập mặn ở Việt Nam che phủ một diện tích vào khoảng 209.741 ha, hầu hết ở đồng bằng sông Cửu Long, tổng cộng 91.080 ha. Rừng ngập mặn đóng vai trò rất lớn cho hệ sinh thái và con người. Sau đây mình sẽ nói cho các bạn vai trò của rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn bảo vệ con người thiên tai do những thân cây cành rễ có vai trò như những rào cản giúp giảm sự ảnh hưởng của sóng ngập lụt và gió mạnh, và các thân cây cành rễ còn giúp bảo vệ bờ biển khỏi xói lở và ảnh hưởng của sóng bằng cách kết dính những vật liệu từ xa do sông mang ra. Rừng ngập mặn còn có vai trò lọc bỏ các chất cặn bã ô nhiễm khỏi đại dương và sông ngòi. Rừng ngập mặn còn là khu vực kiếm ăn, nơi sinh sản và nuôi dưỡng quan trọng của nhiều loài cá, động vật có vỏ và tôm. Lá và thân cây ngập mặn khi bị phân hủy sẽ cung cấp những vụ chất hữu cơ, vốn là nguồn thức ăn quan trọng cho các loài thủy sinh. Rừng ngập mặn đóng vai trò đặc biệt trong các hệ thống lưới thức ăn phức tạp. Điều này có nghĩa là sự phá hủy của rừng ngập mặn có thể tác động rất xấu và rộng đến đời sống thủy sinh. Rừng ngập mặn cung cấp vật liệu cho con người cần, con người ăn, đánh bắt và bán các loài cá và động vật có vỏ của rừng ngập mặn. Con người còn khai thác các vật liệu như củi, than và những vật liệu khác như lá dừa, mật ong, v.v. Mặc dù rừng ngập mặn đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích, nhưng mà gần đây nó đã bị phá hủy rất là nhiều. Sau đây mình sẽ nói cho các bạn về nguyên nhân mang tới sự phá hủy cho rừng ngập mặn. Mối đe dọa lớn nhất đến những khu rừng ngập mặn là sự tàn phá của con người. Nhiều người phá hủy rừng ngập mặn một cách bừa bãi bằng cách chặt cây để lấy củi và gỗ, lấy đất để nuôi tôm, trồng cây cho những mục đích khác như xây dựng và phát triển. Một số người đã nhổ rễ và tàn phá cây rừng ngập mặn để đào và bắt cua. Một vài cách thức bắt thủy sản cũng gây hại đến rừng ngập mặn như kéo và để lưới. Điều này sẽ khiến cho các rễ cây bị hư hại vì chúng sẽ bị tróc rất nhiều. Ngoài ra, rừng ngập mặn cũng có thể bị tổn thương hoặc phá hủy bởi những chất hóa học và chất ô nhiễm như thuốc trừ sâu và phân bón. Những chất này sẽ đi theo nước chảy tràn từ đồng ruộng hay nước thải từ các khu nuôi trồng thủy sản và các thành phố theo các con sông và kênh ngòi để tập trung ở rừng ngập mặn. Những mối đe dọa tự nhiên, rừng ngập mặn còn có thể bị đe dọa bởi những cơn sóng lớn hay thảm họa tự nhiên như các cơn bão. Nếu như những điều này cứ tiếp tục, rừng ngập mặn sẽ bị ô nhiễm, suy thoái và tàn phá. Những sinh vật sống ở rừng ngập mặn sẽ không còn chỗ ở và có thể bị tuyệt chủng. Mực nước biển sẽ dâng lên nhiều hơn, gây nên lũ lụt mà không có rào chắn, sẽ ảnh hưởng và thiệt hại rất nhiều tới đời sống của cư dân. Chúng ta vừa xem xong đoạn clip nói về hệ sinh thái rừng ngập mặn cũng như lợi ích của rừng đem lại. Cô tin chắc rằng các em đã có những ý cũng như là hành động nhỏ của mình để bảo vệ rừng và môi trường sống. Cô mời các em cùng với cô đọc yêu cầu bài tập 3. Hai đoạn văn sau có gì khác nhau? Đoạn nào hay hơn? Vì sao? Mời các em cùng với cô đọc câu A. Hôm sau, hai chú cháu ra đồng. Một vài con len ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Mới giật mình khiếp hãi, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối họa cho bầy chim. Chẳng kịp can tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to: Úi, này, bay đi, theo Vũ Lê Mai. Và đoạn B. Mời các em cùng với cô đọc đoạn B của bài tập 3. Hôm sau, hai chú cháu ra đầm, một vài con len ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Vì vậy, mà giật mình khiếp hãi. Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Vì chẳng kịp can tâm, nên cô bé đứng hẳn lên thuyền, xua tay và hô to:
Úi này, bay đi, bay đi. Và nhiệm vụ của các em là xem hai đoạn văn trong bài tập 3, xem có gì khác nhau và đoạn nào hay hơn và lý do vì sao. Các em có thể tạm ngừng video tại đây một lát và hoàn thành yêu cầu bài tập. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả. Cô mời các em cùng với cô kiểm tra kết quả của bài tập 3. So với đoạn A, đoạn B có thêm một số quan hệ từ và cặp quan hệ từ ở các câu sau. Câu số 6, vì vậy mà giật mình khiếp hãi. Câu số 7, cũng vì vậy cô bé bỗng thấy tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Câu số 8, vì chẳng kịp can tâm nên cô bé đứng thẳng lên thuyền, xua tay và hô to. Đoạn A hay hơn đoạn B vì các em thấy là những cái quan hệ từ và cặp quan hệ từ thêm vào ở các câu trong đoạn B, câu số 6, số 7 và số 8 đã làm cho đoạn B trở nên rất là nặng nề và rườm rà. Và đến đây thì chúng ta đã hoàn thành được 3 bài tập và thực hiện được yêu cầu của bài học ngày hôm nay là đã nhận biết được các cặp quan hệ từ cũng như là tác dụng sử dụng của các cặp quan hệ từ. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại.